Ok, và chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trong video này chúng ta sẽ cùng đến với con có tên là Fast. Rất béo à. Trừ 50% né tránh này. Sẽ bắt đầu với một cái extra stomat. Và con này sẽ chơi thiên về knockback anh em nhé. Max HP sẽ tăng thêm 20%. Nhưng mà con này nó tên là Fast. Nên là kiểu gì kiểu con này càng nhiều máu thì nó sẽ bị trừ speed. Thế thì con này không nên chơi quá nhiều máu nhỉ. Mặc dù là máu được tăng thêm 20% nha. Lạ thật đấy. Cộng 2 đam cho mỗi một cái knockback mà mình có, trừ một attack speed cho mỗi 4 máu. Ui ôi. Thế thì con này nhiều máu thì nếu như muốn tăng nhiều máu thì ok tăng được, nhưng mà nếu như mà tăng nhiều máu lên thì lại vừa trừ đi tốc độ này, lại còn vừa trừ đi tốc độ đánh nữa. Cộng một cái knockback cho mỗi một pick up à, cho mỗi một quả mà anh em mình nhặt được khi mà đầy máu. Max tối đa là 5 5 cái knockback mỗi wave. Ok, có thể gây đam cái knockback được. Rồi, chơi luôn anh em nhá. Mà con này chắc chắn là anh em mình sẽ không chơi, không không được lấy nhiều máu này. Xong lại còn né tránh bị giảm đi 50% như trước kia nữa thì anh em mình phải có nhiều giáp à. Ok. Nhưng mà nếu để mà chơi cái knockback thì mình sẽ chơi với lại cái vũ khí nào đó nó phải có nhiều cái knockback sẵn. Có thể đó là cái búa gỗ chẳng hạn. Anh em mình có thể chơi con này với lại cái búa gỗ hoặc nhưng mà từ từ để mình xem cái búa gỗ thế nào mình. À đây cái búa gỗ đây. Cái búa gỗ thì nó đánh 0,7 giây và cái knockback sẵn có của nó là 35 rồi. Còn cái búa đá trên này thì cái knockback của nó hình như là nhiều hơn đấy. Nhưng mà cái cooldown của nó thì lại lâu hơn. Cái này cái knockback sẵn có của nó là 40. Thôi, chắc là mình sẽ chơi cái búa hơi kia nhá. Đây, mình sẽ chơi cái búa gỗ rồi đi. Búa 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 đồ chơi đi. Đây, chơi cái này đi. Rồi, mọi lần thì mình sẽ chơi theo cái kiểu là lấy cái nhặt quả tăng máu, nhưng mà con này nó đã sẵn có một cái nhặt quả tăng máu rồi nên là anh em mình sẽ không lấy cái nhặt quả tăng máu nữa. Mà con này anh em mình cũng không nên tăng quá là nhiều máu cho con này nên là mình sẽ lấy tăng giáp đi. Tăng giáp và chắc là tăng giáp thôi. Cứ lấy full tăng giáp đi cho nó dễ chơi. Dù gì thì gì nhiều giáp thì kể cả ít ít máu một chút nhưng mà quái nó gây đam không đau thì cũng được, đỡ hơn phần nào. Rồi, quay đầu tiên thì chắc là đi qua suôn sẻ thôi. Ok thôi, 80 đam. Chúng anh em mình sẽ cần phải sử dụng thêm cả nọc bách nữa. Nhưng mà sẽ phải khống chế cái lượng máu của anh em mình trong cái khoảng nào đó cho nó thật ít thôi. Thì cái attack speed của anh em mình vừa không bị giảm nhiều, mà tốc chạy của anh em mình cũng không bị giảm nhiều luôn. Nên chỉ khống chế ở trong cái khoảng nào đó khoảng dưới 20 thôi nhỉ. Mình nghĩ là dưới 20 máu là hợp lý rồi. Quay 2 nè. Mỗi một level anh em mình lên thì sẽ giảm đi à tăng tăng đâu đấy là một máu. Xong lại còn cái extra stomat kia nó tăng máu khi mà anh em nhặt quả nữa. Nhưng mà cứ lên tầm máu nào mà mình cảm thấy nó nhiều nhiều máu một tí là mình sẽ giảm đi ngay. Có item giảm máu mà, anh em yên tâm. Giảm máu thì đơn giản thôi. Cái này thì anh em mình chắc là anh em mình không cần phải lấy quá nhiều đam đâu nhỉ. Lấy thêm attack speed đi. Một cái búa hơi nữa này. Một cái búa hơi nữa này. Hồi máu à, lấy thêm tí hồi máu cũng được. Ok. Và rồi, ok, quay 3. Chơi sẽ phải cái knockback nhiều đấy. Nhưng mà cái tính chất khi mà nhặt quả để tăng cái knockback của con này ấy, nó lại trùng với lại cái tính chất nhặt quả tăng 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 máu. Nên là cũng nhưng mà cứ kệ cứ nhặt đi. Bởi vì nó tăng cũng không quá nhiều máu đâu. Tí nữa có gì mình trừ đi được. Ngoài ra thì nếu như mà giết quái nó con này nó còn có khả năng gây cả đam nổ nữa. Đó. Khá là ok đấy chứ. Tốc chạy à? Bù lại tốc chạy khi mà anh em mình bị giảm như thế kia đã. Thêm 4 hồi máu, bởi vì ít máu mà nên là anh em mình cần cái khả năng hồi máu nó cũng tương đối một chút để có gì mà lỡ mà bị quái nó gây đam thì hồi máu kịp. Chứ không đã ít máu rồi mà không hồi máu kịp là dễ đai lắm. Thường thì chơi cần knockback như thế này thì mấy cái con bé bé thì anh em mình sẽ cần knockback một cách dễ dàng hơn so với lại những cái con to to. Những cái con to to thì cần knockback nó cũng bọn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng mà nó không bị đẩy lùi giống như kiểu mấy cái con bé bé như này. Mấy cái con thường là gì, mấy con yếu yếu này thì dễ bị đẩy lùi hơn này.
Còn mấy cái con mà giống kiểu con bò bò lao lao này hay là mấy con elite này cái thứ thì sẽ không bị knockback đâu. Cái hiệu ứng knockback này đặc biệt nhìn rõ nhất chắc là ở cái con bọc xương, cái con quái bọc xương là anh em mình sẽ nhìn thấy rõ nhất. 15% attack speed nữa này. Tốc chạy. Cái này thì combine mua cái này ok. Một cái búa xanh cái này thêm 3 cái knockback nữa này. Rồi, quay 5 nào. Này mà muốn thêm thật nhiều cái knockback thì anh em mình cứ lấy ăn thật nhiều quả là được. Cứ ăn thật nhiều quả là được. Đấy anh em thấy không? 21 máu. Đang khá là ít máu đấy. Mình khống chế cái lượng máu nó chỉ tầm hai mấy 30 là ok lắm rồi. Cứ tầm tầm như này là ok rồi. Vừa không bị giảm quá nhiều attack speed, vừa không bị giảm nhiều speed nữa mà vẫn đủ cái lượng máu để có thể sống sót được. Nên là cảm giác như thế này là ok rồi. Không cần quá nhiều đâu. Chơi con này là anh em mình không cần không cần nhiều nhiều máu. 25 máu à. Anh em cứ yên tâm. Nếu như mà nó nhiều máu quá thì mình sẽ có cách để mình trừ đi, chứ mình không để nó như này đâu. Mình sẽ không để nó nhiều quá đâu. 3 hồi máu à, 9 né tránh. Con này không chơi né tránh cơ, con này bắt buộc phải tăng giáp. Hồi máu. Bây giờ là vũ khí của mình nó chỉ còn một cái búa màu tím thôi. Thì tí nữa bắt đầu từ wave sau. Bắt đầu từ wave sau là bắt đầu cái tăng cấp vũ khí của mình sẽ dồn vào nó tăng giáp cho anh em mình rồi. Nên là cũng được ấy. Bắt đầu là khỏe lên, trâu lên ấy. Wave 6 nào. Để mình nhớ xem là còn con nào đó có thể chơi theo kiểu con knockback này nữa không nhỉ? À, con gì nhỉ? Con gì Pacifist à? Con mà hòa bình ấy đúng không? Cái con mà mắt hình trái tim ấy, con đấy cũng chơi theo kiểu knockback được ấy. Mình nhớ đợt trước là mình chơi con đấy là nó chơi với lại cái vũ khí nó chơi kết hợp với cái vũ khí mà bàn tay đẩy đẩy ấy. Thì khả năng là chơi với lại cái này nó khá là ok. Chơi con này khá là ok. Thế nhưng mà có gì thì mình sẽ kết hợp luôn. Đam mấy chục à cũng được. Nhưng mà không quá nhiều đam đâu. Nhưng mà có tiếp cái knockback nó vào nữa, nó dồn vào nữa thì cũng đánh được. Đang là 31 máu à. 15% attack speed. Nếu như mà nó chạm cột mốc vào 50 máu thì mình sẽ giảm đi bớt nhá anh em nhá. Giảm đi bớt cái lượng máu nhá. Nếu như mà nó đạt đến cái cột mốc là 50 máu, mình chỉ khống chế tầm máu nó ít thôi. Không để cái tầm máu nó quá nhiều. Nhiều máu quá giảm hết attack speed các kiểu thì khó chơi lắm. Em tốc chạy quá cái tăng thêm đam à. Được luôn. Tí nữa thì mình sẽ rất là nhiều giáp. Cái đấy thì nó sẽ quy đổi đam của mình từ giáp sang nên nó cũng khá được. Ô, từ từ nhá anh em nhá. Đợi mình check xem là mình đã ấn record chưa. Ok, ấn rồi. Mình cứ chỉ lo là mình chưa ấn record thôi nên là nó sẽ phí đi cái khoảng thời gian từ nãy giờ mình nói. Nhưng mà ok, ấn rồi. Cứ phải check anh em ạ. Lắm lúc kiểu ấn rồi nhưng mà không nhớ đâu. Nên là cứ chắc ăn thì phải check lại ngay. Chứ không như mấy lần trước. Mấy cái lần cách đây lâu lâu rồi. Cái đợt mà mình còn không hay check ở trong trận đấu ấy. Là mình cứ đinh ninh là mình ấn quay rồi. Xong là kết thúc trận đấu mình ra mình thấy cái phần mềm OBS của mình vẫn chưa ấn record. Bực thực sự luôn anh em ạ. Cái lúc đấy thì đúng là chỉ muốn đấm mình trận thôi. Tự đấm mình trận thôi. Phí mất công ngồi mấy chục phút nói liên thai liên thiên xong là không ấn record. Bực thực sự luôn. Kiểu cái trận đấu nào nó nhạt nhạt thì không sao. Những cái trận đấu nào mà hay mà làm mãi mới làm được ấy, mà lại chưa ấn record thì thôi. Bực lắm. Rồi xong cái 7 này. 37 máu rồi. 4 hồi máu nữa này. Cái này lấy thêm mình sẽ lấy thêm 4 hồi máu nữa. Con này cần khá nhiều hồi máu đấy. Phải thêm hồi máu nhiều đấy. Bởi vì chắc chắn là thêm hồi máu nhiều thì mới có thể hồi máu kịp với cái số lượng máu nó như thế kia. Ít như thế kia. Còn thêm một giáp vào tinh. Chạy. 15 đâm nổ. Ok, quay tiếp theo nhỉ, quay 8. Mấy cái con phép này mới lại con hôm nọ mình làm là con Hurry à, con cao bồi à, mới lại con gì nhỉ, cầu thủ bóng đá football player ấy, mới lại con hôm nọ làm gì nhỉ, Quaster, mấy cái thứ là cùng chung một mod hết anh em nhá.
Mấy con này là cùng chung một mod nhá. Nếu như anh em chơi thì có thể cài cái mod mình không nhớ tên cái mod này là mod nào cơ. Ê, chơi đợt trước mình hay cài cái show name mod ngay trong trận đấu, ngay trong lúc chơi, nhưng mà dạo đây mình đã quên, mình không cài lại. Nên là giờ chơi thì cứ chơi chứ không biết là mod nào ra, mod nào tên là gì nữa. Không biết là con nào của mod nào nữa. Chơi là cứ chơi thôi. Ui giời, mấy con này tránh ra, mấy con này tránh ra. Mặc dù tao ít máu nhá, nhưng mà tao vẫn có thể lao vào trong mày, tao đánh được đấy. Đừng có khinh thường. 10% attack speed, ok. Đang là 40 máu, lượng máu vẫn đang rất, đang trong khoảng cho phép, nên là cũng chưa cần phải giảm đi đâu. Này là vẫn ổn. Vẫn ổn. Trừ đam và trừ đam quái nữa luôn à? Cũng được cái chứ nhỉ? Trừ 5 đam. Ô, con này mình lấy trừ đam mà sao nó lại thành cộng đam ta? Mình vừa lấy cái item này là trừ 5 đam, mà vừa nãy của mình nó là 84 hay là 86 đam ấy, nó nhảy lên 94 kìa. Ơ lạ thế nhở. Từ từ đợi mình lấy thêm một cái item nào đó. Ví dụ như cái này nhá, cái này nhá anh em nhá. Cái này là trừ 5 đam nhá. Bây giờ anh em mình lấy thì thử xem là nó sẽ cộng đam hay là trừ đam này. Ơ, vừa nãy thì nó cộng đam, bây giờ sao nó lại trừ đam nhở? Ơ lạ thế. Cái này trừ máu đi. Lạ nhở. Sao vừa nãy nó lại cộng thành cộng đam ta? Ơ, lừa nhau thế nhở? Hay là do mình nhìn nhầm ta? Ảo thật ấy. Vừa nãy mình nhìn rõ ràng là nó đang là 80 mấy máu, xong nó nhảy lên 90 mấy máu mà. Xong lúc sau mình lấy cái item kia thì nó lại thành bình thường vậy. Lại như bình thường chứ nó không còn như cái lúc mà mình nhìn thấy nữa, vừa nãy nữa. Trêu ngươi nhau à? Mình nhìn nhầm à? Lạ thật ấy. Cháu tí nữa ngồi phải xem lại cái đoạn đấy mới được. Không thể tin được là mắt mình nhìn nhầm luôn ấy. Chắc chắn là như thế mà. Why? Tại sao? Lừa nhau ở chỗ nào vậy? Ui, nhìn cái con quái nó bị đẩy lui ra xa thế kia là mình biết là cái chỉ số cái knockback của mình nó đang khá là to rồi đấy. Mấy con quái con này thì đẩy lui cái knockback dễ lắm, chứ nó không như mấy con to to. Mấy con mà lao lao này có cái knockback lắm này. Nếu như mà chơi cái knockback thì mình chỉ thích chơi đánh với lại cái con bọc xương thôi. Đánh cái con bọc xương nó cứ nảy ra nó chạy vào, nảy ra nó chạy vào, đánh sướng lắm. Nếu như mà đam mà anh em mình mà bé bé ấy, thì kiểu gì kiểu đam mà bé bé thì kiểu gì kiểu cũng kiểu đánh ra nảy vào rất là hay, rất là ok. Đam của mình tăng mỗi quay đó là do cái giáp mình nhá, do cái giáp nhá. Còn cái pha vừa nãy là mình vẫn chưa hình dung được tại sao nó lại như thế. Bị đang là hơi nhiều máu này, mình sẽ lấy một cái item. Nhưng mà nếu như mà lấy cái item trừ máu như kia thì nó lại tăng cả đam lên, thì nó lại không còn nhiều ấy nữa nhở. Mình định lấy cái item này để nó trừ máu này. Đây này, trừ 25 máu này. Nhưng mà cái này thì nó sẽ cộng mà tốc chạy, nó sẽ cộng đam, nó sẽ cộng cả giáp. Mà cộng đam mà cộng giáp những kia thì kiểu gì kiểu nó cũng liên quan đến cả đam của mình nữa. Vì đang có cái item tăng đam giáp kia rồi. Thôi kệ đi, cứ lấy đi. Trừ máu đi đã, là trước hết là tính sau. Ui, bây giờ mà đam to như thế này thì cần đóng bách nó còn nghĩa lý gì nữa. Đoánh là cứ đoánh thôi. Quánh phát nào, chết phát đấy nào. Ui, 109 đam, 9 mạng là được 218. Đập phát nào là thốn phát đấy. Ngon lành cành đào đấy chứ. Đam cứ tăng liên tục thôi. Cứ qua một quay là kiểu gì kiểu đam nó sẽ tăng thôi. Đơn giản nó là như thế. Ui, 222 đam, số đẹp thế. 111 và 222. Được đấy, được đấy. Nếu như con này mà chơi theo cái kiểu mà nhiều máu nhất có thể thì không biết nó sẽ như thế nào nhỉ. Để hôm nào mình thử chơi con này. Ô, nếu nhưng mà không được. Nếu như mà chơi con này mà nhiều máu nhất có thể thì nhá, thì cái speed thì mình có thể khắc phục được. Nhưng mà còn cái attack speed thì nghe chừng là hơi khoai. Cái attack speed thì để mà khắc phục được cái kiểu bị giảm attack speed như thế thì mình chưa nghĩ ra được cái cách nào nó tối ưu để nó tăng được cái attack speed này thật nhiều lên để cho nó đỡ bị ảnh hưởng này. Cái speed kia thì mình có thể mình khắc phục được,
Và mình có con nhân vật để mình có thể chơi kết hợp cùng với con này để cho cái việc speed nó không bị giảm, đó chính là con Chunky. Và con Chunky nó còn lại tăng được cả máu nhiều thêm nữa. Thì chơi con Chunky là hợp lý, nhưng mà cái con này nó bị giảm attack speed này, nên là có cách nào mà nó khắc phục được cái việc là giảm attack speed thì đỡ hơn. Nếu như thế thì phải có cái không được, kiểu do là con này nếu như mà nhiều máu quá thì nó lại giảm attack speed, mà đã chơi với con Chunky rồi thì kết bắt buộc cái anh em mình phải chơi thì kiểu nhiều máu mà để mà bù lại cái lượng attack speed kia thì khoai sắn thực sự đấy. Không nghĩ ra được cái cách nào mà để cho nó không bị giảm đấy. Nếu như mà tăng attack speed theo né tránh thì cũng không được, bởi vì né tránh mình cũng không thể lấy quá nhiều né tránh được. Tăng né tránh theo giáp, nhưng mà cái mod mà tăng có cái item mà tăng né à tăng tăng attack speed theo giáp thì nó là cái mod mà có khoai tây mộc mầm. Mà cái mod đấy thì trước mấy hôm đợt này thì mình lại hay bị lỗi cái mod đấy, nên là không dám cài lại. Chứ cái mod đấy thì tăng 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 attack speed theo giáp thì nó cũng cũng được, cũng khá là ok. Mình lấy nhiều nhiều giáp một chút là được. Ui, anh em nhìn cái nó bách này. Anh em nhìn cái nó bách này. Ui, tính ra nó cũng đẩy được cả elite này. Này, ui, đẩy ghê anh. Này, cái nó bách này. Này, ui, đẩy elite như con luôn, thề. Đẩy elite như con luôn. Ô bình thường cái nó bách này làm sao mà đẩy được elite nhở? Làm sao mà đẩy được elite mới đẩy boss nhở? Ơ lạ thế. Sao tự dưng trận này lại đẩy được ta? Ha. Lạ thực sự đấy, đẩy đẩy như dự đúng rồi luôn. Trăm ba mươi hai, 264 đam thì nó vẫn tăng thôi, kệ nó đi. Nhưng mà mình vẫn vẫn thấy là cái pha đẩy elite ảo thật. Lần đầu tiên mà mình thấy elite nó bị đẩy lui một cách nó kinh khủng đến mức đấy đấy. Cứ đẩy đẩy đi, đẩy đẩy liên tục thôi, ảo dã man ảo luôn. Trừ bốn cái này không cần tăng thêm đam đâu. Đam anh em mình bây giờ, ui đam tăng thêm 300% này. Attack speed bị giảm đến 70%. Shiba. Ô tính ra có cách đấy. Tính ra có cách để có thể bù được cái attack speed nếu như mà anh em mình càng nhiều máu mà nó trừ đi đấy. Bởi vì anh em mình sẽ lấy cái item mà nó giảm giảm cái âm giảm cái tỷ lệ tăng giáp mà đi được này. Ví dụ như cái item Polyphemus này này. Nếu như mà anh em mình lấy cái này nó sẽ giảm đi 70% đúng không? Kiếm thêm một cái item là nó giảm cái phần trăm attack speed này nữa đi. Thì cứ trừ attack speed là nó thành cộng, giống hệt tính chất của con Rebel. Nếu như mà chơi với con Chunky là kết hợp với lại cái item này với lại một cái item nào đó nó giảm phần trăm attack speed đi là ok đấy. Ha, ok, đấy đấy là một cách nha, đấy là một cách nha. Tức là cái con Chunky đấy thì cái speed của nó có giảm bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái attack speed thì phải cần phải bù, mà bù thì anh em mình vừa vừa mình vừa trình bày với anh em một cách như thế thì khả năng là chơi được với Chunky theo kiểu đấy đấy. Ok đấy. Được 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 được, ok. Để có gì tí xong vít này mình thử luôn, hợp lý. Ui, 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 nó bách kìa. Ui, nó bách kìa. Ui, đánh kìa. Đỡ hộ luôn. Tầm này đúng đỡ hộ luôn. Nào, nào, chơi đi. Chơi đi, đúng rồi, đánh đi. Mới wave 13 thôi. Cứ chill đi, còn 7 wave nữa cơ. Ui ui ui, đánh ghê dã man luôn. 288 đam. 288, 288. 288. 288. Rồi, 288 này. Này thì lấy chỉ số, lấy hồi máu rồi, còn lấy cái gì nữa đâu. Đây, thêm bên này, quên 14 nào. Quên 14 này thì lại không có elite. Lại có nhiều quái à? Thôi cũng được. 300 đam rồi này. Giờ mình sẽ đứng im cho quái lao vào để mình đánh thôi. Không cần phải di chuyển đâu. Tính ra mà chơi cái kiểu không cần di chuyển này mà tăng nhiều máu cũng được ấy. Nhưng mà chưa chưa bây giờ thì không thể tăng nhiều máu được. Tăng nhiều máu bây giờ là giảm cái attack speed đi là chết giả đấy. Ô, lại 55 máu rồi.
lại 55 máu rồi thì mình tí nữa lại phải lấy cái item kia để nó trừ máu đi thôi. Không được để nó nhiều máu như này đâu. Nhiều máu thì nó hơn nặng nề lắm. Càng nhiều máu thì con này nó càng nặng. Đi nó càng chậm, máy nó càng chậm. Con này nó càng chậm luôn ạ. Ui đánh kìa. Ui, ui đông quái thực sự luôn ấy. Công nhận là cái quê này đông quái thật. Ok. Xong quê 14. Vẫn ok đấy chứ, vẫn được đấy chứ đúng không? Tình hình là vẫn ok. Gì mà phải vội vàng cả. 1200 dam. 15% attack speed. Hay lấy thêm 10% attack speed nữa. Đánh cho nhanh nhanh. Vừa nãy mình bảo là mình lấy thêm cái gì nhỉ? Quên xứ mất là bỏ lấy thêm cái gì rồi. Lấy thêm cái gì ta? Bỏ lấy thêm cái gì ta? Không nhớ luôn. Thôi quên 15 đi. Quên 15 thôi, quên 15 đi đã. Mình không nhớ vừa nãy mình bảo là mình lấy thêm cái gì. À, lấy thêm cái item ấy để trừ máu. Máu đang nhiều quá. Phải lấy thêm cái item để trừ máu. Không, máu đang nhiều quá nó giảm attack speed. Mày speed đi. Quên mất, quên mất. Thế não cao vàng thực sự luôn đấy. Ui lắm con bắn đạn thế. Khi mà mình chơi mấy cái con mà mình muốn đứng im ấy, mình chỉ ngán mấy cái con bắn đạn thôi này. Nhìn khó chịu thực sự luôn ấy. Kiểu nó không đến tiếp cận mình ấy. Nó cứ đứng xa 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 nó bắn nhìn khó chịu thực sự. Là mình kiểu con nào mà bất động thì không có làm gì, chứ con nào mà kiểu mà di chuyển được ấy, là mình sẽ nhảy ra mình đấm luôn ấy. Nhìn ngứa mắt thực sự luôn. Rồi, chuẩn bị xong quân 15 anh em ơi. Đơn giản thôi, simple simple. Rồi, rồi. Rất simple luôn. 332 dam. Cái này thì bỏ đi này. Cái này thêm 1200 dam không? Không, 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 không cần thiết. 4 hồi máu này. À, chúng ta sẽ trừ cái lượng máu của anh em đi nhá. Không được để nó nhiều máu như kia đâu. Nhiều máu như kia là chết giỏ đấy. Attack speed rồi là tốc chạy cái thứ trừ hết đi đấy. Quân 16. Giảm còn có 19 máu thôi. Nhưng mà giảm máu đi nhưng mà đam lại tăng lên khá là nhiều. Do là cái item đấy nó tăng giáp, tăng đam, tăng speed. Mà tăng đặc biệt là cái việc là tăng giáp lên thì đam của mình nó được to lên theo cái tính chất của cái item mà tăng đam theo giáp ấy. Đó. Rồi, rồi. Như nào? Như nào? Mấy cái con quái mà con đứng ngoài gì kìa. Con đấy nó khá giống cái con bắn đạn nha. Nhưng mà nó lại không bắn đạn. Nó lại cứ đứng ở rìa ngoài thôi. Con bắn đạn nó cũng đứng ở rìa ngoài kiểu thế. Nhưng mà con này nó kiểu gì ấy, sao nó không áp sát nhỉ? À con này là mình phải di chuyển cơ thì nó mới di chuyển theo. Ồ đặc tính à, đặc tính à. Để ý là anh em nhìn này. Nhìn nhá à, mình di chuyển như nào thì nó di chuyển như thế à. Không, không, không hẳn là mình di chuyển như nào là nó di chuyển như thế. Nhưng mà mình di chuyển thì nó mới di chuyển. Ờ, được cái chứ, được cái chứ. Đây này, anh em mình chơi cái knockback này. Nếu như mà ít đam thì chơi đánh cái con bọc xương thì sướng cực này. Đánh kiểu nó cứ nảy ra, nó chạy vào, nảy ra, nó chạy vào ấy. Đây là do cái knockback của mình khá là nhiều, xong rồi đam của mình khá là to rồi. Nên là đánh đẩy lùi con elite này. Ui, đúng 3 phát đẩy lùi con elite vào tường thôi là nó chết luôn rồi. Nhanh thực sự ạ. Được cái chứ, được cái chứ. Đánh nó phải như thế. 440 đam. Tương đối ít quái nhỉ. Tương đối ít quái. Khi thoảng anh em để ý có mấy con mà nó trâu trâu một tí á, mà mình đánh kiểu đẩy lùi cho được chúng nó ra xa á, nhìn thích thực sự luôn. Chơi kiểu knockback mà nhiều nhiều ấy thì sướng nhất là cái lúc mà nhìn quái nó đẩy ra xa xong nó chạy lại. Xong rồi mình lại đẩy chúng nó ra tiếp, xong rồi chúng lại chạy lại. Cứ kiểu liên tục như thế. Nhìn nó mới sướng mắt. Rồi ok, xong quân 17 này. Đó. Một cái này à, chắc là không lấy đâu. Này 45 rain. Cái này thêm 2 vết tinh từ máu à. Thôi không cần đâu, quân 18 mà. Nốt quân 18, quân 19 là xong rồi. Nhưng mà bây giờ lấy thêm 2 vết tinh để làm gì đâu. Lấy thêm hết tinh để trưng để bày thôi à. 33 máu. Một lượng máu cũng khá là đủ để có thể chống chịu được những đợt gây đam của quái. Mặc dù là ít máu đấy nhưng mà giáp của mình có nhiều mà. Hồi máu của mình cũng có. Nên là không lo về việc mà mình bị mất đi một tí máu sau mỗi lần mà quái gây đam đâu. Mình hồi được ngay.
Đấy, bây giờ mỗi lần bắn viên đạn của quái mất cho mình có 2 máu. Mà bình thường cái viên đạn đấy của con quái nó mà gây đam á thì phải mất nhiều máu lắm đấy. Đây bây giờ mới có 2 máu mà hồi được nhanh như kia cơ mà. Sợ gì? Rồi, ok, 6 giây nữa xong wave 18. Ui, ui, đồng quái thế, đồng quái. Mấy con xung quanh này. Nãy ra đánh hết. Rồi, 37 máu. Nào, chuẩn bị kết thúc trận đấu đánh con boss cho nào. Đánh hai con boss đánh như nào nào. Nốt wave 19 thì đã rồi tính. Nốt wave 19 thì mới biết được là đánh đấm như nào với con hai con elite kia. Nhìn đấm chúng nó thốn thế nhở. Ui, đánh kiểu đánh bay từng con một luôn á. Anh em nhìn cái xác của chúng nó bay ra xa kìa. Chớp bay ra xa kìa. Ui, ghê thật. 488 dam. Kéo tí nữa quay 20 phải lên được 500 dam. Rồi, ok, 51 máu, biết là con nên giảm thêm một tí máu nữa đi không để cho nó đánh nhanh hơn nhỉ. 113% attack speed à, cũng cân nhắc đấy. Thôi thua không cần đâu, lấy thêm được 30% attack speed rồi thì thôi. Ui, 20 nào, để xem mà đánh hai con boss là như nào nào. Ui, đẩy lui được cả boss này, đẩy lui cả boss dễ dàng luôn này. Ui, phát một luôn, con boss kia vào đây. Nốt con này nữa xong. Mà ôi đẩy xa hẳn hoi nhá. Được cái chứ. Lần đầu tiên thấy đẩy lui được cả boss cả elite các kiểu luôn. Đẩy lui hết luôn á. Không có nào là hiện tại là không có con nào mà mình không đẩy lui được cả. Ờ. Này, anh em nhìn boss nó cứ lao vào là mình đẩy lui này. Đấy, hiểu, đẩy xa lắm nhá. Đẩy xa cực kỳ luôn. Một phát nữa nào. Một phát nữa này. Ui, 500 dam. Thôi, giết nó đi luôn đi cho nhanh. Rồi nó vào tường giết nó luôn cho nhanh. Không mất thời gian của anh em. Ok. Đó, trong một chơi con này thì chơi thiên về đẩy lùi rồi. Mình nhìn thấy cái kiểu cái knockback như kia là mình thấy là đúng rồi, chắc là thiên về đẩy lùi hết rồi. Không lại còn nhân vật tên là Phát thì chắc chắn là phải chơi đẩy lùi được rồi. Ok. Cảm ơn anh em theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video ok thì hãy để lại cho mình một like, subscribe kênh nha. Bye bye mọi người. See you again later.